비추고 Chắc hẳn thanh cua là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, bởi mùi vị thơm ngon lại còn cực tiện lợi để cứu đói những khi không có quá nhiều thời gian. Thế nhưng có một sự thật không mấy vui vẻ rằng thanh cua thật ra không làm từ cua như tên gọi của nó. Thanh cua hay còn gọi là cua rỡm, có thành phần chính được làm từ bột cá hay còn gọi là surimi. Surimi thường được làm bằng cá biển, sau đó tẩm ướp với bột, đường, lòng trắng trứng, vị cua. Nói một cách dễ hiểu nhất, nếu không có vị cua thì đó sẽ là một viên bột cá xay mà thôi. Do hoàn toàn không làm từ cua xịn nên giá thành của nó cũng rẻ hơn rất nhiều. Đó là lý do mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy thanh cua ở bất kỳ đâu với nhiều mức giá khác nhau. Cá, carbohydrate và đường kết hợp với nhau khiến cho lượng dinh dưỡng trong thanh cua không hề cao một tí nào. Thế nhưng bạn đừng vội hoang mang, thanh cua surimi nếu sản xuất trong tiêu chuẩn cho phép thì vẫn rất an toàn khi tiêu thụ và quan trọng nhất là mùi vị của nó rất ngon. Bạn có biết người Mỹ ăn thanh cua nhiều gấp đôi cua xịn hay không? Trong thanh cua chứa hàm lượng phốt pho rất cao, có lợi cho việc hỗ trợ chức năng của cơ và thận hoạt động một cách bình thường. Không chỉ có vậy, nó còn có khả năng hỗ trợ các chức năng thần kinh và giúp cho nhịp tim có thể đập một cách ổn định hơn. Chỉ cần 100g thanh cua đã có thể cung cấp cho cơ thể một lượng 282mg phốt pho, trong khi mỗi ngày cơ thể cần khoảng 700mg chất này. Những người cần nên chú ý khi sử dụng thanh cua chính là phụ nữ đang mang thai, bởi trong 100g thanh cua có chứa 529mg natri. Đây là mức khá cao đối với những người đang có em bé, bởi họ được các bác sĩ khuyến cáo tối đa nên nạp vào cơ thể là khoảng 2000mg. Nếu hấp thụ quá nhiều chất này vào cơ thể, có thể khiến cho những người mang thai có nguy cơ đột quỵ, cao huyết áp và mắc các bệnh về thận. Thanh cua có thể được xem là một phát minh của người Nhật bởi mùi vị thơm ngon và sự tiện dụng của nó. Sau cùng bạn nhận ra rằng thanh cua mà bấy lâu nay chúng ta thần tượng cũng chỉ làm từ cá mà thôi. Nhưng điều đó chắc hẳn không thành vấn đề vì độ ngon khó cưỡng của nó. Thông tin này hẳn họ hàng nhà cua đã được một phen hú vía vì chúng lại có thể tránh được một mối hiểm họa diệt vong. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!